5 loại trái cây phù hợp với người bệnh đái tháo đường Người đái tháo đường không cần kiêng trái cây nhưng nên lựa chọn những loại có chỉ số đường huyết thấp. Thưa bác sĩ, chồng tôi 41 tuổi, mới phát hiện đái tháo đường type 2. Hàng ngày, anh lo sợ đường huyết tăng nên kiêng khem, hoa quả cũng không ăn. Bác sĩ tư vấn giúp tôi những trái cây nào dành cho người mắc bệnh đái tháo đường. Tôi xin cảm ơn. Nguyễn Thị Hiền, Thanh Xuân, Hà Nội Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao Áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng, Hà Nội tư vấn. Trái cây là nguồn thực phẩm rất tốt cho sức khỏe con người. Các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyến nghị bổ sung nhiều trái cây trong thực đơn hàng ngày. Tuy nhiên, người bệnh đái tháo đường cần có chế độ ăn uống khoa học hơn. Họ được khuyến nghị hạn chế thực phẩm chứa nhiều carbohydrate nhưng không cần kiêng khem hoàn toàn. Khi ăn trái cây, họ cần thận trọng hơn, hạn chế trái cây chứa nhiều đường có thể gây tăng đường huyết. Bạn chọn hoa quả có chỉ số tăng đường huyết GI thấp, khoảng dưới 50 là an toàn. Thứ nhất, bưởi. Loại quả này có chỉ số GI 25, đây là trái cây tốt cho người bị đái tháo đường. Các khoáng chất trong quả này như kali, natri giúp cơ thể cân bằng điện giải, hạn chế tình trạng rối loạn mất nước do đi tiểu nhiều lần. Bưởi còn tốt cho thành mạch, ngăn ngừa biến chứng tim mạch do đái tháo đường gây ra. Trung bình một ngày, người bệnh đái tháo đường có thể ăn từ 1 năm 200 g bưởi tương đương 2 đến 3 múi. Lưu ý, bạn ăn cách xa bữa cơm để tránh tăng đường huyết đột ngột sau ăn. Thứ hai, ổi. Đây là trái cây lý tưởng nhất khi chỉ số GI từ 13 đến 24, thấp so với các loại hoa quả khác. Ổi có lượng chất xơ nhiều, khi ăn cần thời gian tiêu hóa, giúp lượng đường giải phóng vào trong máu chậm hơn. Hàm lượng chất xơ này còn giảm cholesterol trong máu, giúp ngăn ngừa sơ vữa mạch máu, giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Ổi giúp người đái tháo đường giảm cân vì năng lượng thấp, 100g ổi chỉ có 68 kcal người bệnh có thể ăn từ 200-300 g ổi ngày khoảng bộ nhỏ, chia làm hai bữa. Thứ ba, táo. Táo có chỉ số GI là 38, chỉ số đường đi vào trong máu chậm hơn các trái cây khác. Tùy hàm lượng đường trong máu, người bệnh có thể ăn một lượng vừa phải. Thứ tư, cam. Cam có chỉ số GI là 44, giàu chất xơ. Một quả cam cung cấp khoảng 10% nhu cầu chất xơ một ngày người bệnh đai tháo đường được khuyến nghị ăn khoảng 1 đến 2 quả cam và ăn xa bữa cơm. Thứ năm, lê. Lê có chỉ số GI 38, là trái cây chứa nhiều nước, chất xơ và các khoáng chất khác. Một quả lê nhỏ chứa 5,5 gam chất xơ, chiếm khoảng 22% chất xơ cần bổ sung. Loại quả này được khuyến nghị dùng cho người bệnh đái tháo đường, tim mạch, ung thư. Mùa hè, lê đứng đầu bảng trong danh sách hoa quả giải nhiệt.